Tiếp tục đến với nội dung phim Vũ Động Càn Khôn, mở đầu tập phim là hình ảnh đại hoàng Cổ Bì. Lúc này bên ngoài đã tập trung vô số người, xa lẫn trẻ tuổi, thanh niên nhân và phụ nữ đều muốn tham gia cướp đoạt bảo vật. Lâm Động cũng tới, cậu đội lên đầu một chiếc khăn che đi nửa mặt. Vừa mới đặt chân tới chưa được bao lâu thì đám người Cổ Kiếm Môn cũng xuất hiện, bọn chúng ngang nhiên xen lấn. Đi đầu là lão gia Cổ Nhàm, người đã từng giao thủ với Lâm Động. Lâm Động nhìn thấy lão ta liền lo lắng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Rất nhanh sau đó, Mộ Thiên Thiên cũng xuất hiện. Sự hiện diện của nàng ta lập tức khiến đám nam nhân vây xung quanh phấn khích. Hiển nhiên là bọn họ đã bị mỹ thuật của nàng ta làm ảnh hưởng. Mộ Thiên Thiên nhận ra Lâm Động vội ra dấu im lặng. Đột nhiên phía đằng sau xuất hiện một tên tóc trắng, hắn trực tiếp ra tay giết chết hai tên tráng hán cao to. Mộ Thiên Thiên nhìn thấy kẻ này liền căng thẳng, hắn ta là Đằng Lỗi, thiếu tông chủ của Âm Khôi Tông. Mặc dù rất không ưa tên này, vậy nhưng nàng ta vẫn đi tới chào hỏi, đồng thời mỉa mai, lại còn dùng mỹ thuật để mê hoặc hắn. Đáng tiếc, mỹ thuật đối với hắn cũng vô dụng. Hắn trực tiếp nói ra vấn đề, gần đây trong Đại Khôi Thành có một tên nhóc gọi là Lâm Động, khắp nơi đối địch với Âm Khôi Tông của hắn. Hắn nghe nói người này qua lại rất gần với Thiên Thiên. Mộ Thiên Thiên nghe vậy cũng không phủ nhận, đúng là từng có vài lần gặp gỡ, và nhưng theo nàng được biết thì hình như Lâm Động đã rời khỏi Đại Hoang Quận rồi. Nếu còn ở Đại Hoang Quận, sao lại trốn khỏi ánh mắt của Đằng Lỗi được chứ? Lời này có vẻ đủ thuyết phục, khiến Đằng Lỗi tạm tin nên không hỏi thêm nữa. Lâm Động nhìn thấy tình thế càng lúc càng căng thẳng nên lập tức rời đi. Đáng tiếc là chưa kịp rời khỏi thì đã bị tên kia phát giác. Hắn lập tức tung đòn công kích hướng về phía Lâm Động. Lâm Động nhanh chóng đòn đỡ, tuy nhiên tinh thần lực của tên kia lại khá quỷ quái, nó dễ dàng phá tan phòng ngự của cậu. Hắn cho biết trên người của cậu có lưu lại tinh thần lực của Hoa Tông, gần thế này hoàn toàn không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Biết không giấu giếm được nữa, Lâm Động cũng trực tiếp thừa nhận thân phận. Cả đám bên ngoài nghe vậy liền kinh ngạc, không ngờ người giết chết Hoa Tông, đả thương Hoa Cốt lại là một thiếu niên còn trẻ tuổi. Tiểu tử này đúng là không sợ chết mà, lại còn dám đến Đại Hoàng Cổ Bì. Lần này tới đây, Hoa Cốt trưởng lão cối dặn Đằng Lỗi nhất định phải bắt sống Lâm Động quay về luyện thành phục hồi. Nói rồi hắn cũng động thủ phóng ra một luồng công kích. Lâm Động thấy vậy nhanh chóng ngăn cản, tuy nhiên tinh thần lực của tên kia lại có khả năng ăn mòn, cho nên tinh thần lực của Lâm Động nhanh chóng bị đánh tan. Điều này buộc cậu phải sử dụng ra sức mạnh tinh nguyên, hỗn hợp của tinh thần lực và nguyên lực. Cách này quả nhiên có hiệu quả, công kích bằng nguyên tinh chi lực như thế chè che về phía đối thủ, xuyên qua nhiều tầng phòng ngự và bắn hành cho Đằng Lỗi. Cứ tưởng tên kia sau khi ăn một đòn liền bị thương, ai ngờ trên người hắn có một bộ phù khôi. Đòn công kích của Lâm Động đều bị phù khôi chặn lại, Lâm Động nhìn thấy điều này cũng kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, cậu cũng bị mấy tên thuộc hạ của Đằng Lỗi bao vây. Tuy nhiên Đằng Lỗi lại không muốn điều này, hắn yêu cầu cả đám rút lui, thứ hắn muốn là tự mình chờ với con mồi. Tuy nhiên cả hai còn chưa kịp đánh nhau thì người của tứ đại tông tộc đã xuất hiện cắt ngang, trận chiến tạm thời bị dừng lại. Dẫn đầu là một tên thanh niên đứng trên một con đại bàng được ngưng tụ bằng nguyên lực. Hắn không ai khác chính là Lâm Lăng Thiền. Sự xuất hiện của hắn làm cho Lâm Động có phần căng thẳng. Đưa ra cũng nhắc nhở cẩn thận, khí tức của tên kia đã mạnh hơn rất nhiều so với một năm trước. Thực lực của cậu bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù là như vậy thì Lâm Động vẫn tự tin, cuộc thi trong tộc còn hơn một năm nữa, cậu sẽ mau chóng tăng thực lực lên. Rất nhanh sau đó đoàn người của Lâm Thị cũng tới, trong số đó có cô nàng Lâm Khải Nhi. Kế tiếp là Tần Thị tông tộc do vị thiên tài Tần Thế dẫn đầu, tiếp theo là Hoàng Phủ tông tộc do Hoàng Phủ Tịnh dẫn đầu. Cuối cùng là đám nhân mã của gia tộc Vương Thị do Vương Viêm dẫn đầu, bên cạnh Vương Viêm còn có một lão gia thực lực không tầm thường. Dường như Tần Thế và Vương Viêm đều yêu thích Hoàng Phủ Tịnh, cho nên cả hai đều cố ý lấy lòng. Tuy nhiên nàng ta vẫn bộ mặt lạnh nhạt. Đột nhiên Vương Viêm chú ý tới bên dưới, hắn nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Lâm Động. Cả đám nghe tới cái tên này liền tò mò, mà Hoàng Phủ Tịnh cũng hướng ánh mắt xuống dưới quan sát. Trước đó nàng đã được nghe Lăng Thành Trúc nhắc tới cái tên Lâm Động, cứ tưởng tiểu tử này sẽ là một thiếu niên thiên tài nào đó. Vậy nhưng xem bộ dạng này, nàng liền cảm thấy thất vọng, xem ra cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi. Một năm trước, Lâm Động và Vương Viêm từng có một đoạn ân oán. Lần này gặp lại, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên Vương Viêm lập tức quay sang phía Lâm Lăng Thiên đề nghị. Bởi vì Lâm Động có chút liên quan tới Lâm gia nên chuyện này cũng làm cho hắn khó xử, không thể tùy động thủ được. Lâm Lăng Thiên nghe xong liền bày tỏ ý định sẽ không ngăn cản. Dù sao Lâm Động cũng chỉ là một tên phế vật của phân gia mà thôi. Vương Viêm nghe vậy liền vui vẻ, vậy thì hắn không khách khí nữa. Giữ lại tên phế vật này sẽ chỉ ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nhà Vương Thị và Lâm Thị mà thôi. Đừng nghe chuyện nãy giờ, Mộ Thiên Thiên đã nhận ra thân phận của Lâm Động là người của phân gia Lâm Thị tông tộc. Không chờ đợi thêm, Vương Viêm liền lao xuống, mặt đối mặt. Hắn tự tin phát biểu, lần trước để tiểu tử đáng hận này may mắn chạy thoát. Thế nhưng lần này không may mắn như vậy nữa. Lâm Động liền thẳng thắn trước khi giao thủ, còn muốn hỏi một điều, đó là túi càn khôn của hắn đã chuẩn bị xong chưa. Lời trêu chọc này vừa vặn đụng trúng nỗi đau. Năm đó Vương Viêm bị Lâm Động dùng thủ đoạn bón hành cho sấp mặt, sau đó cướp đi túi càn khôn.
Nỗi nhục này hắn không thể nào quên được. Hắn lập tức bộc phát thực lực rồi cầm thương lao lên định xiên mấy lỗ trên người Lâm Đồng. Lâm Đồng nhanh nhẹn né tránh rồi lấy ra thiên lần cổ kích trả đòn, bộ dáng vẫn thản nhiên, thậm chí còn cố ý khiêu khích. Điều này làm cho Vương Viêm càng thêm nổi giận. Hắn lần nữa lao lên mà Lâm Đồng cũng chủ động tiến công. Rất nhanh hai người cũng vai chạm, đôi bên cứ như vậy giằng co liên tục. Sau một hồi không làm gì được, Vương Viêm đành tung ra công pháp Đại La Loạn Vũ, huyễn hóa ra vô số trường thương tấn công. Đáng tiếc là tất cả công kích đều không thể xuyên qua hàng phòng thủ của Lâm Đồng. Tức giận vì chuyện này, hắn tiếp tục sử dụng ra công pháp Kim Đài Trần Mai Trường đánh úp xuống bên dưới. Lâm Đồng thấy vậy nhanh chóng cất vũ khí, sau đó trực tiếp sử dụng Đại Nhận Lôi Thể rồi dùng tay không đánh vỡ công kích của đối thủ. Nãy giờ đây cho tên kia thể hiện, bây giờ Lâm Đồng cũng muốn ra tay, cậu muốn cho hắn biết thế nào mới là Kim Đài Trần Mai Trường thực sự. Nói rồi, cậu cũng sử dụng ra võ kỹ. Nhìn chiếc kim đài do Lâm Đồng vận công ra, đám người bên trên lẫn bên dưới đều vô cùng kinh ngạc, nhất là đám người của Vương thị tông tộc, họ không ngờ rằng tiểu tử này lại biết võ học của Vương gia bọn hắn. Rất nhanh, Lâm Đồng cũng vung tay ném chiếc kim đài về phía Vương Viêm. Vương Viêm chủ động lao lên ngăn cản, đánh tan kim đài của Lâm Đồng, sau đó một đường lao về phía cậu. Lâm Đồng thấy vậy liền lao lên đấm cho Vương Viêm sấp mặt. Kết cục này làm cho cả đám kinh ngạc. Hoàng Phú Tình nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, có thể đánh bại Vương Viêm, xem ra Lâm Đồng này quả thật có chút bản lĩnh. Lâm Khả Nhi cũng không ngờ tới, mà Vương Viêm thì càng không tin được, mới có một năm, làm sao tiểu tử kia có thể vượt qua được hắn. Lâm Đồng không trả lời thắc mắc, cậu mạnh mẽ tuyên bố, hắn bây giờ trong mắt cậu căn bản không chịu nổi một kích. Nói rồi cậu lập tức lao lên, định tiễn tên Vương Viêm về với đất mẹ. May mắn là tên trưởng lão đi cùng hắn kịp thời xuất hiện ngăn cản. Lão được gọi là thống thúc, thực lực tạo khí cảnh đại thành, chỉ với một đòn đã dễ dàng đẩy lui được Lâm Đồng, sau đó lão không quên nhắc nhở. Cứ tưởng Lâm Đồng sẽ lo sợ, đáng tiếc người thiếu niên này lại là người thích cứng rắn. Cậu quay sang chỉ trích, cậu chẳng để Vương thị tông tộc vào trong mắt, rõ ràng là một đám y thế hiếp người. Lời này có ý bồi nhỏ, cho nên lão ta liền quay sang phía Lâm Lăng Thiên chất vấn. Lâm Đồng cũng coi như là người của Lâm thị tông tộc, bây giờ Lâm Đồng trực tiếp khiêu khích trắng trợn như vậy. Lão cho rằng Lâm Lăng Thiên đang dùng túng tộc nhân hỗn xược, ảnh hưởng tới quan hệ của hai nhà Lâm và Vương. Lời này rõ ràng có ý kích động Lâm Lăng Thiên, cũng đủ đẩy trách nhiệm sang người hắn. Lâm Lăng Thiên nghe vậy liền lớn tiếng ra lệnh cho Lâm Đồng, nếu muốn giữ mạng thì mau chóng quỳ xuống nhận tội với Vương gia. Lâm Đồng nghe xong liền cười lớn, sau đó quay sang mắng chửi Lâm Lăng Thiên một trận. Chuyện của cậu còn chưa tới phiên hắn xen vào, thân là người của Lâm thị tông tộc lại dùng mọi cách để có thể lấy lòng Vương thị tông tộc, trước mặt mọi người ức hiếp người trong tộc, bôi nhọ tôn nghiêm của Lâm gia. Việc này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều người chế nhạo, biến Lâm thị tông tộc thành trò cười. Những lời này làm Lâm Lăng Thiên tức giận, hắn lập tức muốn bắt giữ Lâm Đồng đưa về chịu phạt. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp động thủ thì lão già Lâm Mục bên cạnh đã ngăn cản. Nếu thực sự động thủ thì e rằng tất cả mọi người ở đây sẽ cho rằng hắn đang nhượng bộ Vương thị tông tộc. Việc này truyền về, các trưởng lão sẽ bất mãn. Không còn cách nào khác, Lâm Lăng Thiên đành phải hạ hỏa xuống. Thống thúc thế vậy lập tức lên tiếng nhắc nhở, lẽ nào Lâm gia đang muốn dung túng? Lâm Mục nhanh chóng đứng ra nói chuyện, đây chỉ là một cuộc tỉ thí giữa các tiểu bối mà thôi. Vừa văn đài hoang cổ bì cũng mở ra, mọi sự chú ý lập tức được chuyển rời khỏi người Lâm Đồng. Cả đám không chần chừ nữa, bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong. Về phần Vương thị tông tộc, bọn họ sẽ tạm gác chuyện tính sổ ở phía sau, trước mắt tập trung vào chuyện chính sự đã. Lâm Đồng gọi ra Tiểu Viêm huyễn hóa thành bộ dạng hỏa mãng hổ, cậu nhảy lên lưng của nó rồi cả hai cùng nhau tiến vào bên trong cổ bì. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời các bạn đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần tới.